Trưa ngày 24 tháng 4, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết trên khu vực biển Lý Sơn xảy ra một vụ tai nạn chìm tàu kéo theo xà lan chở đá khiến ba người thiệt mạng, hai người mất tích. Bà Hương nói, vụ việc được ngư dân đi đánh cá phát hiện nên đã báo cho lực lượng chức năng. Hiện tại Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cùng cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm và cứu nạn. Theo cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, lúc 4 giờ cùng ngày, Tàu kéo Long An 06695 kéo theo xà lan Long An 06883 đang từ kỳ Hà Quảng Nam đi Lý Sơn, Quảng Ngãi trên hành trình đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn thì tàu kéo xảy ra sự cố làm xà lan bị chìm. Vị trí chìm xà lan ở tọa độ khoảng 152.314N1090230E vị trí tàu phát tín hiệu AIS cuối cùng. Ngay sau khi nhận thông tin sự cố, nhiều lực lượng đã đến hiện trường, phối hợp tìm kiếm. Đến 10 giờ 30 phút sáng nay ngày 24 tháng 4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và vớt được 3 thi thể gần vị trí xà lan gặp nạn. Theo danh sách thuyền viên được cấp rời cảng di chuyển trên biển mà cảng vụ hàng hải Quảng Nam cung cấp thì trên tàu kéo có 5 thuyền viên. Hiện cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn đồn biên phòng huyện Lý Sơn triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn thuyền viên ngoài ra cảng vụ cũng thông báo cho trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 để hỗ trợ phương tiện tìm kiếm cứu nạn và cung cấp thông tin để đài thông tin duyên hải Đà Nẵng phát bản tin. Liên quan vụ tai nạn đường thủy khiến một hướng dẫn viên du lịch tử vong và hai du khách nước ngoài bị thương ngày 22 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Thành Được, sinh năm 1982, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú tỉnh An Giang về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 19 tháng 4, được là tài công điều khiển tàu số hiệu An Giang 23338 của công ty cổ phần du lịch Hàng Châu. Trên phương tiện có 42 khách du lịch người nước ngoài mới nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương cùng hai thuyền viên. Khi được điều khiển phương tiện trên sông Tiền đến khu vực xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang thì xảy ra va chạm với phương tiện phà khách số hiệu An Giang 21477 do ông Võ Văn Nhân, sinh năm 1975, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, điều khiển, trên phà có khoảng 30 hành khách di chuyển từ hướng tỉnh Đồng Tháp về hướng xã Vĩnh Sương. Hậu quả, hướng dẫn viên du lịch An Giang 23338 là ông AB Đôn Do Giác, sinh năm 1988, ngụ xã Châu Phòng, thị xã Tân Châu, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh tại thành phố Châu Đốc. Sau đó, ông Giác được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Trợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 21 tháng 4, ông Giác tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân ông Giác chết là do sốc đa chấn thương, mất máu cấp. Vụ tai nạn còn khiến hai khách du lịch quốc tế bị thương, được chuyển lên bệnh viện Việt Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Qua giám định, tỷ lệ thương tật tạm thời đối với hai du khách này là từ 6 đến 6%. Qua điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do ông được điều khiển phương tiện không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thủy nội địa dẫn đến va chạm với phà An Giang 21477. Tối ngày 21 tháng 4, nguồn tin của phóng viên cho biết, anh Đáp Doroji, 36 tuổi ở Tân Châu An Giang là hướng dẫn viên bị thương nặng trong vụ tàu cao tốc va chạm trên sông, hướng dẫn viên du lịch đứt lìa tay đã tử vong sau hai ngày điều trị tích cực tại bệnh viện. Gia đình đang đưa Abdon Toji về quê để lo hậu sự. Anh Di là trụ cột kinh tế chính của gia đình, làm hướng dẫn viên từ lâu, không có nguồn thu nhập ổn định, người nhà anh Abdon cho biết. Trước đó vào chiều ngày 19 tháng 4, tại Thủy Vận Sông Tiền thuộc xã Vĩnh Sương đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu Hàng Châu của công ty tàu thủy Hàng Châu Tourist và phà du lịch làm 3 người bị thương nặng. Trong đó anh Abdon bị đa chấn thương, đứt lìa cánh tay, gãy hai chân, sau một ngày cấp cứu tại Bệnh viện trợ đẫy thành phố Hồ Chí Minh do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã không thể qua khỏi. Ngoài anh Abdo Rozi, còn có ông Koeller Gian Mahen, 67 tuổi, quốc tịch Đức, bị rách vùng cẳng chân và đầu gối cháy, chảy ngược cháy, và bà Coman Pascal Allen, 57 tuổi, quốc tịch Pháp, bị rách cẳng chân cháy, gãy 1/3 xương mác cẳng chân cháy. Cả hai đang điều trị tại Bệnh viện Việt Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện hãng tàu Hàng Châu cho biết, trước mắt hãng cam kết thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị cho các nạn nhân. Lực lượng chức năng nhận định lỗi ban đầu là do ông Phan Thành Được, 42 tuổi, ngụ châu Phú An Giang, đã điều khiển tàu Hàng Châu với tốc độ cao, không giữ khoảng cách an toàn. Khi vào khu vực bến thủy nội địa, tàu cố vượt nên va chạm với phà, khiến ba người bị thương. Ông Cao Bình, là hướng dẫn viên của đoàn khách du lịch trên tàu Hàng Châu cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 36 khách của hãng du lịch đang đi từ Campuchia về Việt Nam liên quan đến vụ án nữ sinh lớp 9 bị sát hại, giấu thi thể trong vườn chuối, trưa ngày 20 tháng 4, công an thành phố Hải Phòng thông tin vụ việc và cho biết, công an huyện An Dương đã triệu tập làm việc với nghi phạm Lê Văn Tê, sinh năm 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng, nghi phạm gây ra vụ án này. Tại cơ quan công an Lê Văn Tê khai nhận, ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại nhà Tê đã xảy ra tranh cãi với Nguyễn Thủy Đê. Tại đây, nghi phạm đã đánh ngất Nguyễn Thủy Đê, sau đó kéo ra vườn nhà chôn. Qua theo dõi vụ việc, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp cho rằng, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng và từ lời khai của nghi phạm, luật sư Cường cho rằng đến nay có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can để điều tra đối với nghi phạm này về tội sát hại người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Trong vụ việc này, theo luật sư Cường, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, nghi phạm học lớp 9, đã trên 14 tuổi, nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Vì vậy, vấn đề còn lại là cần làm rõ hành vi sát hại nạn nhân và nhận thức của nghi phạm về hành vi của mình và với hậu quả do hành vi của mình gây ra. Luật sư Cường nói, trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể bị tử vong thì có căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Về hình phạt, luật sư Cường thông tin, trường hợp người phạm tội giết người là người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay sẽ không áp dụng hình phạt tử hình, tù trung thân mà chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn và mức hình phạt tù có thời hạn không quá 12 năm tù. Điều đáng chú ý trong vụ việc này, theo luật sư Cường, cả nghi phạm và nạn nhân đều là trẻ em, là người chưa đủ 16 tuổi. Đây là vụ việc rất đau xót khi các em đều đang đi học và đang ở thời điểm cuối cấp, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Đây là thời điểm quan trọng đối với các em và bao kỳ vọng của gia đình vào tương lai tốt đẹp của các con. Vậy mà hậu quả của sự việc lại rất nghiêm trọng, người thì mất mạng, kẻ thì vướng vòng lao lý. Luật sư cường nói, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối liên hệ giữa nạn nhân và nghi phạm để làm rõ mối quan hệ giữa các bên, làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, đồng thời để đánh giá tính chất của vụ án. Từ vụ việc trên, trưởng văn phòng luật chính pháp cho rằng, thực tiễn xã hội hiện nay, nhiều em học sinh lớp 8, lớp 9 đã tương đối phát triển về thể chất và đã phát sinh tình cảm yêu đương. Ở độ tuổi này các em ít tiếp xúc với cha mẹ hơn và dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào các thói hư tật xấu. Thêm vào đó, ở độ tuổi chưa thành niên thì các em đang trong quá trình hình thành nhân cách, nhận thức chưa đầy đủ về xã hội và cuộc sống, dễ bị kích động, dễ bị lôi kéo, thiếu kỹ năng sống nên dễ mắc sai lầm và có thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Bởi vậy, những vụ việc như thế này sẽ là bài học lớn trong công tác quản lý, giáo dục con cái, đặc biệt là các con ở độ tuổi dậy thì và những đứa trẻ sống trong môi trường đặc biệt như thiếu cha, thiếu mẹ, không sống cùng cha mẹ hoặc những đứa trẻ sống trong gia đình bất hòa, thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, theo luật sư Cường, cha mẹ cũng cần sát sao hơn đối với con cái. Kiểm soát chặt chẽ hơn các mối quan hệ tình cảm thiếu lành mạnh có thể dẫn đến các con bị bạo hành, bị xâm hại. Với những đứa trẻ thiếu cha, thiếu mẹ, theo luật sư cường, việc quan tâm chăm sóc giáo dục cần phải được chú trọng hơn nữa, không chỉ có những người thân trong gia đình có trách nhiệm giáo dục, quản lý con cháu mình mà còn phải có trách nhiệm hơn của cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương. Cùng với đó, nhà trường cũng cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để các em có lối sống lành mạnh, có nhận thức ngày càng đầy đủ, ngày càng đúng đắn về xã hội và cuộc sống để các em từng bước làm chủ cảm xúc, làm chủ bản thân có những suy nghĩ và hành động đúng đắn để có những hành vi phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội